Rồi mình xin chào tất cả các anh em. Hôm nay chia sẻ anh em về một cái cách nuôi trồng xử lý và cái phôi như thế nào để nó ổn. Thì những người mà người ta làm nhiều, người ta biết chơi thì người ta rành, là còn những anh em mới biết chơi thì cũng hay lúng túng lắm bạn, không có một cái quy trình cụ thể. Mình làm cái gì đến cái thành phẩm luôn thì nó cần những cái bước như thế nào. Lúc mình mới ra kinh doanh mình cũng chập chờn, cũng không có biết rõ, rồi mình làm với mình đi theo thói quen á, rồi mình làm lần lần, bắt đầu cái mình thấy chỗ nào nó đúng thì mình giữ lại, chỗ nào nó lấn cấn, nó sai, nó không đạt thì mình tìm cách mình sửa chỗ đó để cho cái quy trình của mình nó suôn sẻ và nó hiệu quả. Để không mình làm, ví dụ mình cắt 100 cây, ví dụ mai vàng, mai chú thủy hay là sam hương chẳng hạn, và linh sam chẳng hạn, thì từng loại như thế thì có cách xử lý như thế nào. Không phải là những loại đó thì nó giống nhau hết, có thể là nó cũng có những cái điểm mà nó tương đồng với nhau, hoặc là mình chỉnh sửa trong cái quy trình đó tí xíu. Thứ nhất, khi bạn bứng phôi á, thì ví dụ một cái cây trồng mình trồng ngoài đất đi, thường á là mình bứng, mình lấy cái bầu đất nhỏ vừa cái chậu này thôi, nhưng mà cái rễ cây á, thì nó đâm ra lúc xa ngoài cả mét là. Vậy khi bạn bứng thì chúng ta dùng len, dùng cưa sắn bỏ rất là nhiều rễ, thành ra là nó chỉ còn cái cùi, mình chừa lại cái khoảng rễ tầm khoảng 10 cm, 7 cm thôi đối với cây mini à. Còn mấy cây lớn hơn thì mình chừa dài hơn, thì mình làm như vậy thì cái cây nó tạo nên vết thẹo rất lớn, tại vì cái cây trồng lâu năm thẹo rất to. Và thứ hai nữa thì mình làm cái bộ rễ của cây, mình bứng tạo bộ cái sẹo cho rễ rất to đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì cái khi mà mình cắt bên dáng, chúng ta còn lại cắt những cái thẹo rất lớn như thế này, cái thẹo này nó bề hoành nó chắc trên 20 lận, còn thẹo này hoành chắc khoảng 10 thôi, 10 12 thôi đó. Thì chúng ta phải có những khâu xử lý như thế nào để cho nó an toàn, giảm thấp nhất cái tỷ lệ chết á. Thì mình làm, mình thí nghiệm nhiều lần rồi, cũng có những cái lúc mà nó chết nhiều hoặc lúc chết chết ít đó. Thì chung quy lại là một số cái mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, ở với cây khi mà ta bứng ha, thì bứng xong điều đầu tiên thì anh em mà thì cái lần này mình cũng chia sẻ luôn để làm sao mà cây nó mạnh khỏe thế này nè. Mình bứng xong thì mình phải xử lý mặt cắt của rễ, thường dùng len, len không có bán, sắn nó bầm dập hết cái rễ. Thì khi mà chúng ta sẽ xử lý phần rễ trước, thấy không? Chúng ta cắt rễ gọn gàng vào để vừa dòng cái chậu ha, vừa cái chậu ta muốn. Và bên cạnh đó thì những cái chỗ dập, chỗ tép thì mình cưa, mình cắt xong mình lấy dao mình gọt lại cho nó mịn, nó không bị bầm dập. Đó là một chuyện. Cái thứ hai nữa thì ở trên mình bên kiểu gì bên thì mình cũng phải gọt như dưới, xong bôi keo liền sẹo. Thị trường thì có nhiều loại, anh em dùng Mỹ Tiến cũng được ha, thì keo Nhật cũng được, nào mắc thương hiệu nó ngon thì dùng nó ok hơn rồi đó. Bôi cho nó ở trên mặt cắt chỗ này nè, bôi cho nó khô, để đó khoảng vài tiếng hoặc là khoảng một ngày cũng được, cho nó khô, nó thấm cái thuốc lên cái đầu cắt. Mục đích của cái keo là để cho chống nấm mốc, chống thấm nước, không làm mục cái phần gỗ của chúng ta. Và phần rễ bên dưới thì anh em cũng phải là mình bôi một lớp keo mỏng thôi, thấy không? Đó, những đối với những vết thẹo quá to nha, là kẹo bôi những lớp keo mỏng thôi. Bôi thẹo quá to
còn thảo nhỏ cỡ chiếc đầu đũa hoặc ngón út chảy xuống thì khỏi bôi cũng được, tại vì những vết thể to nó hay bị hoại tử hoặc nhiễm trùng khi mà mình trồng sớm, nó bị dư ẩm á, nó dễ bị thối. Rồi khi em xử lý rễ xong, xử lý binh dáng xong thì cái khâu kế tiếp là anh em nên để cái phôi đó khoảng 15 đến 20 ngày đó. Cái đó là cái mà anh em hay bị sai lầm nhất, là do khi mà chúng ta bứng lên chúng ta thấy cái cây nó khô, lại như cái cây mà nào dở nằm dưới đất nó ăn xuống đất mà sao hôm nay cũng bứng lên, để trên không 15 20 ngày nó khô sợ nó chết rồi sao đó. Lúc này thì cái phần dinh dưỡng, phần nhựa bên trong thân của cây anh em cũng không hình dung được đâu, nên mình cũng không biết, mình đâu phải là nó mình biết, nhưng mà theo cái kinh nghiệm thì chúng ta để như vậy khoảng 15 20 ngày để trong mát, và nếu mà khô, có bầu khô thì chúng ta tưới ẩm cho nó ha. Mục đích là cho cái thẹo nó ráo lại, nó lành lại, cái mủ nó co lại, nó rút vào thân, nó không có tươm ra nữa, giống như chúng ta bị đứt tay mà nó chúng ta để ngâm nước nhiều quá nó thường lừ. À, ta để 15 20 ngày thì lúc đó mình đem trồng. Thì mình trồng lúc đó thì cái tỷ lệ sống của nó rất là đạt. Thứ hai nữa thì nó trong quá trình mình để 15 20 ngày mình cũng giữ ẩm mà, mình cũng tưới nếu mà cái cây cái bầu bị khô ha, cũng tưới. Thứ hai nữa thì giữ ẩm cho bóng mát thì cái phần phần gỗ này nó không bị khô luôn, nên thành ra là khi mà cây chúng ta hồi phục lại ở trên mặt cắt là anh em thấy. Xong rồi có anh em hỏi sao mà một cây cũng cũng cắt cũng bôi keo cũng đắp bạc như mình mà lại cái đầu rễ nó không khô, nó không có kéo sẹo, nó không có ra cành như này, là anh em thấy không, tất cả các rìa mép nó ra rất là mạnh luôn, mình phải cắt bỏ bớt nó ra thêm nữa nè. Thì mình phải xử lý đúng, nếu cái trường hợp anh em mà cắt mà nó không ra ở trên này á, nó bị chết khô rồi đó, thường nó bị khô xuống một đoạn như này nè, là nó giật cái mực nhựa của cây xuống ha. Nó không có đưa nhựa lên để nó hình thành cái mô tế bào mới mà nó hình thành lá được nó bao sẹo lên là nó hình thành lá rất là mạnh nè đó. Trường hợp của anh em mà bị khô, ví dụ như mình cắt tới đây mà nó không ra như vậy, nó bị không có kéo sẹo luôn, nó khô thì mình cắt xuống nữa, thấy không, mình cắt xuống nữa. Ví dụ mình trồng những điểm khác nó ra rồi nhưng mà vị trí này nó không ra được thì mình sẽ cắt xuống nữa, mình cắt xuống đến cái phần tươi nó bắt đầu mình gọt, mình bôi keo lại, thì lúc đó nó sẽ tiếp giáp giữa keo và cái thảo mới, nó sẽ hình thành cái mô khác, nhưng mà lúc đó thì cái cây mình nó mất cái dáng rồi. Ví dụ như cây này đi, cắt như vậy là nó vừa, ví dụ khi nó khô xuống mình phải cắt xuống tới đây thì nó lại thấp nữa, nhưng mà anh em bôi dẫn ra cái mầm như thế này được. Xử lý đó là cách xử lý mà khi cái đầu nó bị khô thì chúng ta cắt xuống đến phần khô tươi, chúng ta gọt cho láng lại và bôi cho lại thì nó cây nó sung, nó vẫn bắn ra bình thường, nhưng mà cái tỷ lệ khi chúng ta cắt định dáng nó lại mất. Ví dụ như ở đây mà nó không ra, nó khô mình cắt xuống mình bôi thì nó xuống tuốt như này đó. Anh em trồng cây thì tất cả các loại, ví dụ chiếu thủy cũng vậy, mai vàng vậy, để cho 15 đến 20 ngày cho cái thạo, nhất là những thạo lớn nó ráo đi. Thứ hai mình nhìn cái giữa cái lớp da và lớp gỗ nó sẽ kéo viền, cái viền mẫn mẫn đó là lúc đó nó đang hình lành tốt thì chúng ta trồng. Để khi trồng sớm quá thì nó sẽ bị mình tưới nước nhiều, mình không kiểm soát được trong cái bầu đất, mình đâu biết ẩm hay nhiều hay ẩm ít, thì nó nếu mà nó nhiều thì nó làm cái đầu nó bị thối, do là cái thảo nó chưa lành, nó tiết ra cái nhựa làm cho cái dưới cái nước nó cộng lại nó bị thối, do vi khuẩn hoặc là nấm nó tấn công cái đầu cái thảo to thì nó làm cho nhiễm trùng thì nó bị chết, thấy không, nó thúi từ gốc lên là nó chết lên luôn đó, nó chết nguyên cây luôn. Nên là mình chia sẻ cái cách cho anh em mà xử lý cho nó bài bản, cho nó chuẩn để nó ít hao nhất. Ví dụ như cái này nó mọc nguyên một viền nhưng mà mình lấy được có một, lấy được có cành, cái bại mà cái bại đâu có lấy nhiều được, không lấy được có một cành à.
lấy được cành này, cành này chia số 1 nè đó. Nhưng mà tại sao mình không bẻ dòng bên trước mà phải bẻ ngược hay sao nè? Tại vì cái mắt lá nó nằm ở ở gian trước, nếu mình bẻ mình dặn nhiều quá, mình dặn quá, mình dặn cái mắt này nó ra tới sao luôn thì nó làm cái cành mình nó xoay một vòng nó bị dập, nó hư luôn, nó chết luôn. Vậy mình di chuyển nhánh chính ha, mình đưa này sao lại, rồi tự nhánh chính là nó mọc vào cái nhánh nhỏ nè, nhỏ nè, đây nè. Không, mình di chuyển ra trước để làm cái, mình chuyển cái nhánh chính này thành nhánh phụ, không, nhánh cấp cấp 2 á, rồi mình đây lấy nhánh cái mầm này mình chuyển ra trước để mình làm nhánh chính lại. Sau đó nếu mình chuyển ra được mình cắt bỏ này để nó dồn lực qua cái cành chính này. Đó, cành phong, cành phong biết sao. À, cành số 2 cái đỉnh hơi lạch, do là cái mầm này nó mọc chưa mạnh nên nó chưa xì được. À, để nó mọc nhiều nhiều đi mình có thể lấy lại mầm khác, ví dụ mình thể lấy lại mầm bên này ha, ngay chỗ này lấy mầm ở đây, lấy mầm này lại, mầm kia thì nó ở phải sao, nó ở sao quá đó. Ok, trực lắc các bạn, cái này cắt rễ sát vào luôn á. Thường mình đã mình làm nhiều cách để mình rút ra kinh nghiệm thì chia sẻ với anh em để mà mình trồng cây ít chết nhất ha. Vì cái cây khi các bạn trồng được thì nó không nói đi, như cái cây này mình trồng không à. Đó, ví dụ cây mua thì cũng mất 300, mình mua rồi mình chăm mình cưng mà nó chết thì nó vừa mất mất tiền mà nó vừa mất công mất sức của mình nữa ha. Đó, ví dụ mình chết thì mình cũng nghiên cứu kỹ kỹ để cho nó đỡ tốn học phí. Rồi, cái phần chia sẻ mình đã hết, cảm ơn anh em đã theo dõi ha, hẹn gặp lại các bạn ở những dịp khác nha.